Không hiểu họ làm làm sao để cái da cá nó mỏng đây các bạn nhìn nè, đây là nhà hàng 3 sao Michelin mà nằm ngay ở trên bãi biển luôn, và đây là một khách sạn 5 sao rất là nổi tiếng. Từ tất cả những người phục vụ các bạn thấy cũng rất là đẹp, xinh, rất là lịch lãm, và chúng tớ ngày hôm nay cũng rất là lịch lãm, ai cũng rất xinh. Đấy, chị Kim Thư, Hương Vũ, Tú Bùi, Mr. Bình Minh và anh Thơ. Và đây là Trang Kim. Giới thiệu cho các bạn là ở trên bàn ấy, họ có đờ co một số những cái đờ co trên bàn thể hiện sự biển cả. Đây là họ đang đờ co những cái đảo hình núi thể hiện như những cái hòn đảo của xung quanh cái hòn đảo mà khách sạn này đang xây dựng trên hòn đảo này. Và chồng mình từ nãy đến giờ ôm cái menu khoảng 15 phút vẫn chưa buông. Mình đang xua kính rượu thì vì chồng mình là đi đâu cũng muốn là uống những cái chai rượu và nó đặc biệt một chút. Và ngày hôm nay thì nhưng mà đặc biệt nhất là cái chai nó khoảng bao nhiêu? Đặc biệt nhất là chai 30.000, nhưng chồng mình bảo chỉ uống chai 2.000 thôi. 30.000 thôi. Vâng, và bây giờ là cái view của nhà hàng. Là cách đây khoảng 3 tuần mới được có slot ở nhà này. Em xã đã kỳ công tầm 3 tuần trước. Đầu tiên đây là 3 món khai vị của chúng mình. Bên này là món súp thể hiện tại vì sao họ làm nước màu xanh, vì họ sẽ thể hiện như là nước biển đại dương của cái vùng biển địa Trung Hải ở ngay cái vùng biển Marseille này. Và tiếp theo nữa là cái món này cũng là món khai vị và mình sẽ ăn từ phải qua trái. Đây là 3 món khai vị của mình. Và với món khai vị đầu tiên thì ông xã mình gọi một chai vàng trắng và bắt đầu họ serve chai vàng trắng đầu tiên. Ngon. Rất ngon. Ngon. Không. Đầu tiên sẽ là một ly vàng trắng khai vị. Và với cái súp này ấy, người ta nói là mình không cần phải dùng muỗng, mình sẽ chỉ cần uống như này thôi, như kiểu mình uống như kiểu whisky. Ôi, cái mùi súp toàn bộ là tôm các bạn ạ. Thơm tuyệt vời. Nhiều món khai vị mình vị ra là gì? Rất là giòn. Ngon lắm. Cái gì ngon lên? Cái miếng giòn dụ như là cái gì vậy? Cái miếng giòn dụ là đồ này mà mình đoán được họ đã bị lộ đi chứ. Ngon quá. Thêm mình nướng khai vị nữa nè. Cái gì ở đây họ phải chiu xíu, ăn không bao giờ bị ngấy. Món tiếp theo họ đờ co trên một cái đĩa có da cá này. Đó. Đẹp không? Cực kỳ tinh tế bằng một cái miếng gì đấy rất là mỏng thôi. Đây này. Chạm vào là vỡ luôn á. Wow. Rất là đẹp luôn.
Toàn bộ tất cả những món ăn ở đây đều là những món ăn hải sản bằng tất cả bằng cá lấy từ biển ở vùng biển Marseille này, và không có thịt, bất kỳ món gì là không có dùng thịt, không thịt bò, không thịt heo, và toàn bộ bằng cá. Via kết hợp với trứng cá ở bên trên với một cái vị sốt. Ăn thấy sao? Mùi vị sao nào? Cái món này là có hơi có mùi smoke một chút. Hơi smoke, rất là thơm. Mùi xông khói đó. Rất là giòn và cực kỳ giòn. Không hiểu họ làm sao để da cá nó mỏng như này. Toàn bộ đây là da cá cực kỳ giòn các bạn. Giòn tan trong miệng. Giòn tan trong miệng. Rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Chàng sẽ làm đây là chai rượu thứ hai mà tụi mình uống. Món thứ ba của mình có con nghêu đó, mở ra là có một cái món tiếp theo thứ hai. Điệu không? Một con nghêu đặt trên một cái đĩa rất là to. Là mình sẽ có hai món, một con nghêu, lại một cái này. Đây là con gì chị? Con sò. Con sò. Đây là có một con tôm bé xíu xíu xíu. Bày xung quanh là có nấm với rau. Đó. Bên này là một con nghêu. Đây là con nghêu. Con nghêu để trên một cái đĩa rất là to. Đồ co đẹp không? Bên dưới là một tấm vải. Vải. Tôi đã hấp một cái rộp. Ngon không? Ngon không? Xuất sắc. Xuất sắc. Ăn con mèo này nha. Món tôm rất là thơm. Thơm nhưng không phải fresh. Mà không phải làm chín đâu. Họ không làm chín. Xong. Họ làm sashimi. Món tiếp theo là món cá. Và ở món cá này thì ở phía giữa đây có một chút là cái nốt sốt có vị chanh. Rất là ngon. Rất
rất là ngon. Cái miếng cá rất là dai. Cái vị cá rất là dai nha các bạn, cực kỳ dai, thơm ngon, thơm ơi là thơm. Gợi thêm một chút cái vị và cái vị chân dây nữa. Đây, và họ có một cái loại kem, sau khi ăn cá xong thì có một loại kem để phá vị, và Trang sẽ bắt đầu ăn cái kem này. Sorbet. Thường sorbet nó có cái vị chanh đó, để cho nó tan cái vị cũ đi. Đúng. Thường là ngon quá. Đã ăn hết 5 món của món chính rồi. Đây là món dessert, Trang sẽ ăn thử xem sao. Và toàn bộ đĩa ở đây thì các bạn thấy là cũng đều là bằng đĩa baccarat hết. Đây mới chỉ là món tiền thì tốt, nghĩa là chuẩn bị là món chua cũng là chua, chua lắm, rất là chua luôn. Chắc là họ muốn ta các bạn cái vị trước như này chuẩn bị món thì tốt, thì cái món này gọi là món tiền thì tốt. Chưa cùng mình đi. Chưa cùng mình đi. Chưa thì mất thôi. Tất cả các món ăn đều có vị tráng miệng rồi. Bên ngoài này là sẽ là bọt kem này, bên trong là có dâu này, raspberry này, đấy, và bên ngoài này là sốt mulberry, còn bên này là dâu tây, cho sorbet dâu tây. Và sau đấy ăn lên. Đây là món cuối cùng rồi nha các bạn nha. Đây, một cái tháp rất là mini mini, gồm bánh ngọt, rồi có một ly này là ly nước ổi mix với lại một chút cái vị gì đó rất là chua chua thơm thơm. Và bên cạnh là một ly cappuccino cho tỉnh ngủ, vì bây giờ bên này đã là 11 giờ rồi. Trời ơi, đứa con super super đẹp luôn. Trang sẽ ăn hết cái chỗ này đây. Chua chua, ngon ngon. Rất là chua, tình cả ngủ. Vậy là một buổi tối review Five Dining 3 sao Michelin đã xong. Hy vọng là các bạn sẽ thích video clip review khá là chân thực này. Cảm ơn mọi người.